nay anh em tôi đi lừa đảo cá biết nha. Hôm nay đi vô gành xong rồi, anh em báo cá nhiều lắm, không biết bữa nay đi thử vô lừa đảo mấy cá đây thử có được nữa không. Thằng mớm, xin chào anh. Bữa em nay các thằng mớm lại gặp nhau nữa. Chào anh em nha, thằng mớm xin chào. À, xuống bậc thang huyền thoại 147 bước bậc thang đã xuống tới gần câu cá. Hôm nay nước rút quá, hôm nay nước buổi sáng nước rút. Một trăm bốn mươi bảy bậc thang. Ai bảo những anh con cá mà đi vừa mệt mà vừa tính bậc thang vậy đấy. Tình như gió như mấy em quay lưng lại. Sao đi mệt không? Không hả? Tất cả đây. Wow, thấy cũng mệt đấy. Bữa nay bước băm là các thằng mớm không mớm nữa nha anh em. Bữa nay bước băm đâu. Rồi anh em tôi leo gành chút, tạm chừng xí nữa có cá tôi sẽ lay tim tiếp. Đó, trồng màu nha mấy anh em. Câu gành là phải cần phải có màu màu xả thì mình trộn cơm với là ruốc, có thì cho ít ruốc khô cũng được, không thì ruốc nó còn cứng quá thì xí nữa nó mềm mềm ra mình nó rã đông ra mình sẽ trộn điều xả vào. Đây vô vô cái do đâu vô ui ủa mớ ủa mớ mớ hả nó dừng cái cơ chạy ý cho sấy không đu đây anh em đây quầy cầm cần quầy quầy nếp không quầy gói chơi không tao mua cái nếp của anh em tranh thủ vô bác nha, tao mua cái nếp đâu chỗ cái nếp không. Ủa, cái nét mệt luôn á. Ui, người bạn cái nét luôn. Có mùa cái nét rồi anh em tranh thủ vô bác chứ không hết. Này thì cá ốp gành anh ơi. Anh ơi, cá ốp gành nhiều lắm, hôm qua em câu nhiều lắm. Bữa nay vô giăng nắng một ngày trời luôn. Báo cá cho mấy anh em coi luôn nè. Cá đâu, cá đâu? Ui hồ, nặng á. Cá đâu trời? Nữa nè. Wow, giờ dép ông ơi. Mú. Cũng được. Một chú. Đây, chú đây chắc nhiều nè. Wow. Wow. Cá rồi đục phết luôn chứ bữa nay không câu nữa đâu. Đục phết luôn, mớm ba bữa đục luôn.
Đấy, biết dục này thì cá ốp gành anh ơi, anh em báo cá ốp gành dữ lắm, anh vô trong đó bác